Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Văn Nam, bản tin về kinh doanh, đầu tư bất động sản và phát triển con người. À, ngày hôm nay thì tôi đang đi khảo sát bất động sản ở khu vực Đông Nam Bộ. Có một anh anh hỏi tôi rằng là có những cái loại bất động sản nào, những nhà đầu tư thì cần phải lưu ý những cái điều gì cho những cái bất động sản đó. À, tôi thấy một câu hỏi rất là hay và muốn chia sẻ cùng với anh em ở đây là. À, có ba loại bất động sản mà theo tôi à, chúng ta cần phải quan tâm và đầu tư làm sao cho nó hiệu quả thứ nhất đấy đó là bất động sản đẻo à, ở đây tôi dùng từ đẻo trong ngoặc kép à, đẻo tức là một cái bất động sản không tốt một cái bất động sản à, nó gặp phải rất là nhiều cái vấn đề à, trong đó à, cái bất động sản này là bất động sản ví dụ như là chúng ta sẽ mua ở trong những cái giai đoạn mà sốt nhưng mà nó gọi là sốt ảo người ta mua vào những bất động sản đó nhưng mà cái bất động sản nó lại là sốt ảo nên dẫn tới là à, khi mà chúng ta mua ở cái giai đoạn đó thì chúng ta sẽ khó có thể bán được ra khó có thể bán được ra thì những cái bất động sản mà ảo như vậy thì nó sẽ là những bất động sản nằm ở trong những cái khu vực bị thổi giá giá nó lên quá cao so với lại giá trị thực của cái bất động sản đó nên là khi mà người mua mua vào thì phải chờ rất là lâu rất là lâu rất là lâu thì mới có thể bán được bất động sản này ra đó và nếu như mà mua ở những cái khu mà sốt ảo mà gặp phải trục trặc về pháp lý nữa thì càng rủi ro cho các nhà đầu tư có thể là cái bất động sản đấy theo cái bảng giá nó sẽ đi từ thấp mà lên cao đột phá sau đó thì nó sẽ đi xuống tận đáy luôn và nó sẽ đi chạm đáy đi dài qua một cái quãng thời gian rất là lâu đấy. À, nếu như mà gặp trùng trạc pháp lý thì coi như là nằm im luôn nằm im luôn cho đến khi mà giải quyết được các cái thủ tục pháp lý lúc đó mới có thể bán ra được đấy. và đương nhiên thì giá nó cũng không thể nào bằng so với cái giá mà lúc mình muốn đầu tư và lúc mình mua nữa đấy cái thứ hai đó là gì ạ Cái thứ hai là cái à, bất động sản mà mua ở trong những cái lúc mà thị trường ảo như vậy ấy, mà nó gặp phải một cái bất động sản nó có giá trị nhưng do bị thổi giá lên đó, có giá trị nhưng do bị thổi giá lên thì bất động sản đó nó bị lên cao nhưng sau đó nó xuống đáy sau đó đi một thời gian dài nằm im một thời gian dài sau đó thì nó có thể đi lên một chút theo thời gian nhưng chắc chắn rằng các nhà đầu tư sẽ phải chờ chờ đợi rất là lâu thì chúng ta mới có thể mua được đúng không ạ rồi thêm nữa là chúng ta sẽ có một cái loại bất động sản đó là bất động sản chưa tốt bất động sản chưa tốt tức là những cái bất động sản ở những cái khu vực nó có thì à, tiềm năng nhưng mà nó còn tiềm năng rất là lâu có thể là rất là nhiều năm nữa rất là nhiều năm nữa nó mới có thể tăng giá lên được và lúc này nhiều nhà đầu tư mua vào ở cái lúc mà thị trường nó đang lên cao có thể xảy ra một vài cái tình trạng như là sốt nóng sốt nóng nhưng sau đó thì ạ nó sẽ xuống hoặc là đi ngang một thời gian hoặc là nó lại lên một thời gian do là gì ạ những cái người họ làm thị trường hoặc những người mà họ đầu tư vào trong thị trường đó hoặc có nhu cầu của người mua vào trong thị trường đó nhiều thì lúc đó bất động sản nó có thể tăng giá lên một chút người ta gọi là một cái pha lên nhỏ ở trong cái thị trường đó Đấy. rồi nhưng cái bất động sản này do là gì ạ nó có thể là phải rất là nhiều năm nữa nó mới có thể đạt được cái mục tiêu để trong đầu tư nên nếu như anh chị em mà mua ở cái bất động sản này thì chúng ta nên cần phải xem xét thật kỹ về cái yếu tố pháp lý và những yếu tố cấu tạo nên cái tiềm năng của bất động sản để chúng ta mới mua thì nó mới hiệu quả được đó. rồi cái loại bất động sản thứ ba mà theo tôi đánh giá và theo tôi nghĩ rằng nó là rất là tuyệt vời đó chính là một bất động sản tốt tôi nói là một bất động sản tốt là bởi vì chúng ta mua ở trong cái thị trường nào thì bất động sản đó nó vẫn có xu hướng là tăng giá để tìm được một bất động sản tốt thì chúng ta cần phải điều tra khảo sát tìm hiểu đúng cái checklist điều tra của một nhà đầu tư bậc thầy đó là chúng ta phải cần phải tìm hiểu đầy đủ các yếu tố về mặt pháp lý về mặt vị trí về mặt tiềm năng về mặt tiện ích về mặt kết nối về mặt những cái công năng sử dụng và những cái giá trị của bất động sản đó thì lúc đấy chúng ta mới có thể là đầu tư mới hiệu quả được, đúng không? Và đó chính là những cái yếu tố liên quan đến bất động sản tốt. Tôi còn nói ở đây nhưng mà nó có khoảng tầm 20 cái yếu tố khác nhau ở trong cộng đồng chúng tôi. Chúng tôi thường chia sẻ cho nhau và đi tìm những bất động sản đúng theo các tiêu chí như vậy thì nó mới hiệu quả được, đúng không? Rồi một bất động sản tốt nếu các anh chị mua ở trong một cái thị trường à, sốt, đúng không? thì giá nó có thể đẩy lên cao do là gì ạ à, thị trường có nhu cầu cao và họ sẽ mua ở cái thị trường đó và đương nhiên nhu cầu cao thì giá chắc chắn phải là cao rồi đấy rồi khi mà ở thị trường mà nó đi ngang ở chung của toàn thị trường nó đi ngang thì những cái bất động sản tốt đấy là những bất động sản có giá trị và có giá trị sử dụng thì đương nhiên bất động sản đấy nó cũng sẽ là gì ạ vẫn có tăng giá có thể là ở trong cái thị trường mà à, nó không có gọi là nhu cầu cao do gì ạ dịch bệnh này hoặc do thiên tai hoặc là do bão lũ hoặc là do những cái nhu cầu họ không có dẫn tới là nhu cầu nó không có nhiều thì người ta không đi mua thì bất động sản đấy nó không có sự tăng giá cao nhưng nó vẫn có sự tăng giá và có nhu cầu tăng lên thì chắc chắn bất động sản này tăng lên Đó. trong thị trường và trong cái thị trường bất động sản đấy nó có những cái giai đoạn chẳng hạn như giai đoạn lên giai đoạn xuống giai đoạn đi ngang thì đối với lại một bất động sản tốt nó sẽ đi theo cái hình gọi là liên tục tiến lên Đấy, hoặc là đi lên ở trong thị trường sốt đi ngang ở trong thị trường đứng và thị trường đóng băng sau đó thì lại tiếp tục đi lên và sau đó lại đi ngang hoặc tiếp tục lại đi lên sau đó lại tiếp tục đi lên và như vậy cái giá của cái bất động sản đó nó sẽ đi lên theo chiều hướng là lên dần lên dần lên dần lên dần Đấy, nên là chúng ta sẽ thấy được nếu như vậy thì anh chị chúng ta nên chọn những cái bất động sản như thế nào tùy từng nhu cầu và tùy từng mong muốn của các anh chị thì chúng ta sẽ có được cái phương án để chúng ta chọn cho mình một bất động sản. À, nếu như là tôi thì tôi sẽ đi chọn những bất động sản tốt theo đúng checklist của anh em chúng tôi đầu tư. Thứ nhất đó là bất động sản có cái nhu cầu sử dụng. Thứ hai là bất động sản có cái công năng sử dụng rõ ràng và có cái giá trị của bất động sản đó. À, và mua bất động sản ở trong đúng các cái chu kỳ khác nhau chu kỳ của thị trường chu kỳ của vùng đất chu kỳ của hạ tầng chu kỳ của môi giới chu kỳ của dự án đấy là những cái bất động sản mà chúng tôi sẽ lựa chọn để chúng ta đầu tư và bất động sản đó khi chúng tôi lựa chọn thì trong những cái giai đoạn của thị trường ngay cả như bây giờ trong thời kỳ mà đóng băng sau đó thì thị trường đi ngang thì anh chị thấy được là những bất động sản đấy nó vẫn có sự tăng giá sau khi mà dịch bệnh kết thúc dẫn tới là gì ạ cái bất động sản đấy À, vẫn có cái gì có lợi nhuận khi chúng ta đầu tư Đấy. còn có một cái phương án thứ hai nữa là bất động sản mà được có thể nói là chưa tốt trong thời điểm hiện tại đó chính là ta đầu tư theo phương án dài hạn và nếu như ta đầu tư cái bất động sản này à, thì chúng ta cần phải kiểm tra cái thủ tục các pháp lý của bất động sản kiểm tra cái tiềm năng của bất động sản nếu như ta mua ở những cái nơi mà nó, nó quá xa nó quá xa thì nếu như mua xa như vậy thì chúng ta sẽ phải tính toán là, là bao nhiêu năm nữa chúng ta sẽ bán và đầu tư trong dài hạn chứ không thể nào mà đầu tư trong ngắn hạn được và nếu đầu tư đối với bất động sản mà chưa tốt như vậy thì chúng ta cần phải tìm hiểu cái pháp lý của bất động sản thứ nhất là chắc chắn là phải có sổ chúng ta mới mua đó có sổ mới mua à, anh chị có thể comment xuống bên dưới là có sổ thì mua không sổ không mua bởi vì chúng ta đầu tư trong dài hạn mà chúng ta rất là khó khăn trong việc mà mà làm các thủ tục pháp lý thì cực kỳ rủi ro à, trong trường hợp mà chưa có sổ thì anh chị phải tính toán được phương án là có làm được sổ không nếu như mà làm được sổ thì chúng ta à, ok và ai sẽ là người làm sổ cho các anh chị nếu như mà cái người mà không làm sổ được thì có phải là chúng ta mua cực kỳ rủi ro không ạ nếu như chúng ta không biết ai làm sổ chúng ta được thì cực kỳ rủi ro không ạ Đấy, nên là nếu như mua một bất động sản mà chưa có giấy chứng nhận quyền dùng đất thì chúng ta cần phải biết được là các cái điều kiện của một cái bất động sản có thể làm được giấy chứng nhận quyền dùng đất nếu chúng ta không tìm hiểu được các điều kiện đó thì anh chị có thể vào trong kênh youtube của tôi hoặc lên trên kênh fanpage của tôi anh chị xem những cái video mà tôi nói về các quy trình các cái thủ tục để chúng ta làm cái giấy chứng nhận của chúng đất để chúng ta xem được, đúng không? Anh chị hãy quay trở lại kênh YouTube của tôi để xem. Đấy. và nếu như ta tìm những bất động sản mà chưa có sổ như vậy thì ta nếu được ta biết được các checklist để làm sổ đỏ thì chắc chắn là nó sẽ mang lại hiệu quả cho anh chị rất là nhiều trong việc là đầu tư. Và nhớ rằng đối với những bất động sản như này thì đủ các điều kiện pháp lý, có sổ đỏ hoặc là đầu tư trong dài hạn thì chúng ta mới đầu tư. Còn những bất động sản ở phương án là đầu tư bất động sản đẻo Tôi dùng từ đẻo trong quả kép tức là những bất động sản nó chưa đủ điều kiện pháp lý hoặc bất động sản mua ở trong những giai đoạn sốt ảo của thị trường. Ảo ở đây tức là gì nó không có thật. Những dự án không có thật, những dự án chưa có thật, những dự án đang ở trong cái quá trình điều tra, khảo sát, tìm hiểu nhưng mà những cái nhà đầu tư chúng ta ném tiền vào và như vậy nó sẽ gặp phải rủi ro cho các anh chị rất là nhiều thì đây là một vài những cái chia sẻ ở uh, trong cái lúc mà tôi đang đi khảo sát bất động sản và cũng có rất là nhiều các anh chị em uh, tìm hiểu về chủ đề này và cũng hỏi tôi và uh, nhiên tôi thấy là một cái vấn đề rất là tuyệt vời và muốn chia sẻ với các anh chị hy vọng rằng nội dung chia sẻ của tôi uh, nó có giá trị và nó có thể giúp đỡ được cho các anh chị trong quá trình đi đầu tư uh, nếu các anh chị xem video này thấy hay thì anh chị có thể comment uh, xuống bên dưới và nếu các anh chị thấy được nội dung có giá trị với ai đó thì anh chị hãy chia sẻ để chúng ta giúp đỡ cho nhiều người hơn xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở trong các video tiếp theo xin chào Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản audio tiếp theo của Phạm Văn Nam vào 6 giờ sáng ngày mai.